viên gặp keo ong và dầu thơm ạ của Nga. Cái sản phẩm này thì thực sự là phân phối rất là khuyến cáo đối với những ai mà hay bị viêm họng, viêm amidan này, rồi là đông rát họng này, đặc biệt là những người mà phải nói nhiều, nói thường xuyên ấy, chúng ta hay bị viêm thanh quản này, và chúng ta hay dễ bị mắc cái bệnh đường hô hấp ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng những cái viên gặp như này. Thực sự là những cái viên gặp như này ở Facebook thì nhập thì giá nó rất là đắt. Ví dụ như chúng ta mua ngoài hiệu thuốc 20 thì chúng ta có một cái viên gặp như này, một vỉ viên gặp 10 viên như này. Nhưng mà một cái hộp như này Facebook bán ra tầm khoảng 130.000 đó. Nhưng mà cái giá trị của nó thì rất là tốt, nó giống như kiểu là cái chất cô đặc của keo ong và dầu thông ấy, thành ra là cái tính dược liệu của nó cực kỳ cao và nó không có chứa các cái chất phụ gia thêm vào, không có thuốc, không phải là thuốc ấy, cho nên là chúng ta sử dụng nó như một cái bài thuốc tự nhiên, nhưng mà người ta đã sử dụng những công nghệ tốt nhất để làm tạo ra những viên gặm mà chúng ta ăn nó có một cái hương vị tự nhiên, an toàn. Đầu tiên là chúng ta sẽ cảm giác nó thực sự là an toàn cho sức khỏe vì nó không có những cái chất phụ gia mà không mong muốn, không sợ là chúng ta sẽ phải có cái tác dụng phụ hay là gì cả, đúng chưa? Đấy, và ngoài ra thì là nó là kết hợp của hai thành phần cực kỳ hữu ích trong tự nhiên. Keo ong thì chúng ta thấy là nó như là một cái kháng sinh tự nhiên vô hại, và keo ong của Nga thì nó rất là nổi tiếng, như chúng ta biết đến cái mật ong Basky, đúng không? Đấy là những cái loài mà những cái danh hiệu mà rất là cao quý, thuộc tốt những cái sản phẩm mà đánh giá là về mật ong tốt nhất của trên thế giới đấy, dành cho những nhà du hành vũ trụ, rồi là những văn phòng tổng thống đó, rồi là ăn dầu thông thì nó Nga thì lại là đất của thông. Đấy, thành ra chúng ta hiểu rằng là kết hợp hai cái thành phần mà nó giá trị của tự nhiên để mang lại cả động vật và thực vật để mang lại cho chúng ta cái sản phẩm nó rất là tốt, và chúng ta yên tâm sử dụng. Chúng ta sử dụng nó như là một viên kẹo ngọc đó, và mùi nó rất là dễ chịu, thậm chí nó còn khử cả mùi hôi miệng, rồi là những cái bệnh về răng miệng nữa, chữa lành nếu rồi là đứt đau nhức nếu hoặc là răng, để chữa lành những vết thương ở nếu này, răng này, này chúng ta thấy là rất là hữu ích, đúng không? Thì các bạn có thể tham khảo tại Facebook có rất nhiều các cái sản phẩm thông này của Nga này, này viên uống thanh lọc máu từ thông của Nga này, đúng không? Rồi là củng cố hệ bạch huyết, cái dạng này thì nó là cái chất là dihydroquercetin hay là gọi là taxifolin dạng bột ạ, của cái vùng Bicalation, là một trong những cái thương hiệu mà có độ tinh khiết về taxifolin tốt nhất ạ, và nó là cái sản phẩm dạng bột, cho nên là cái bột thì bao giờ nó cũng là tốt nhất, dễ hấp thụ nhất. Khi chúng ta uống thì chúng ta sẽ pha vào nước thì chúng ta thấy tỷ lệ tan của nó gọi là siêu tinh khiết luôn đó. Thì cái thương hiệu này họ đã được định, họ tức là họ đã có uy tín trên thị trường rồi, và tốt những nhà sản xuất hàng đầu của Nga về cái taxifolin này, thì các bạn có thể tham khảo này. Rồi là các cái sản phẩm về cũng là dựa trên thông và đường tùng ấy, capillary này cho tim mạch, rồi là cho các cái ma mạch máu ấy liên quan đến hệ cái bạch huyết của chúng ta, rồi là các cái sản phẩm mà massage rất nhiều, hoặc là xịt họng keo ong. Đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ có cái sản phẩm là xịt họng keo ong và dầu thông để chúng ta làm sao chúng ta ngăn ngừa các cái bệnh về viêm họng, nhất là nhà của trẻ em ấy, thì chúng ta nên đặc biệt nghiên cứu những cái sản phẩm tự nhiên như thế này để chúng ta làm sao hạn chế sử dụng các cái dạng xịt mà có corticoid ở Việt Nam. Có một cái vấn đề rất là nguy hại, đó là chúng ta luôn luôn chọn những cái sản phẩm mà làm sao mà nó tác động quá nhanh, nhất là đối với trẻ em thì thường những cái sản phẩm dạng xịt như vậy, xịt mũi, xịt họng hay là các cái sản phẩm mà giảm đau giảm viêm ấy đều là chứa rất nhiều corticoid, và trong thực phẩm chức năng ở Việt Nam thì đa phần lạm dụng cái đó, cho nên là người ta mới quảng cáo một cách siêu thần thánh về các cái sản phẩm thực phẩm chức năng như vậy, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Chúng ta sử dụng những thực phẩm chức năng nó hoàn toàn tự nhiên, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều, bởi vì chúng ta ăn từ thực phẩm thông thường ấy, nó vừa nhiễm độc tố và nó không đủ dinh dưỡng. Chúng ta bổ sung từ những thực phẩm chức năng, nhưng mà nó phải là tự nhiên hoàn toàn, và nó phải có một cái tỷ lệ hoàn hảo của tự nhiên, giống như là cái viên thanh lọc máu này, đúng không? Chúng ta thấy rằng là nó là cái chất mà nó có sẵn omega vitamin E này, đấy, nó có sẵn trong bản thân nhựa dầu thông, nó có sẵn rồi, đấy, chúng ta không cần phải bổ sung các viên uống tổng hợp nữa, và nó sẽ giúp cho thanh lọc máu, giảm mỡ máu, rồi là cholesterol xấu, rồi là giúp cho cái hệ bạch huyết của chúng ta tinh khiết hơn, hoạt động trơn tru hơn, oxy dinh dưỡng vào nhiều thì và độc tố được đào thải ra ngoài thì chúng ta sẽ luôn luôn khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Cho nên là ngay kể cả những cái viên ngậm này tôi cũng cảnh báo là vì sao mà cái giá thành nó khác biệt,
thực ra là không phải là vì nó là cái dạng viên ngậm thông thường như chúng ta thường so sánh ở ngoài hiệu thuốc, mà nó là dạng bài thuốc tự nhiên đó. Họ sử dụng keo ong và nhựa thông ở đây mà. Đây nó rất là nó giá trị như là các cái chiết xuất hoàn toàn là nó giá trị, và cái chiết xuất của nó hoàn toàn giá trị và nó không thể so sánh với những cái sản phẩm thông thường được. Thành ra là chúng ta hiểu về cái giá cái thành phần của nó là một, cái thứ hai là cái kết cấu chiết xuất của họ để chúng ta mới biết được đánh giá được cái giá trị của nó và cái giá thành của nó. Thì các bạn có thể tham khảo tại Facebook ạ, có rất nhiều các sản phẩm về thông để chúng ta có thể nghiên cứu ạ.